Rồi, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì chúng em đang có mặt tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, bệnh viện Từ Dũ. Khu này là khu khám dịch vụ ha quý cô chú anh chị. Đó. Khu này là khu khám dịch vụ ha. Một chút xíu nữa đây thì cô chú anh chị mình sẽ được xem một cái video là gặp anh Linh Tý cũng như là chị Bích Trâm sẽ phát những phần cơm, phần bún nghĩa tình, lá lành đùm lá rách giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn, những cô chú anh chị mà ở trong bệnh viện lâu ngày rồi đó, những người đi đường nghèo khổ, những cô chú anh chị bán vé số lùm ve chai đi ngang có thể thấy được những phần quà này. Chị anh Linh Tý và chị Bích Trâm sẽ hỗ trợ phát những phần quà, đây là những phần quà nghĩa tình có những hoàn cảnh khó khăn, hy vọng là giúp đỡ cho bà con trong được một buổi ha, được một buổi trưa đỡ phải tốn tiền mua cơm hay cả nhà, phải mua cơm hoặc mua bún tùy vào mỗi tuần, có thể là cơm, có thể là bún. Và bệnh viện thì tuần này thì bệnh viện này, tuần sau thì có thể là bệnh viện khác, và cứ thế là xoay vòng. Đó là tâm nguyện của anh Linh Tý và chị Bích Trâm, đó là vẫn mãi mãi, vẫn chơi đến cùng cả nhà. Anh Linh Tý vẫn gọi là chơi đến cùng để giúp đỡ cho bà con có những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó thì cũng chia sẻ với cả nhà mình luôn, thì vào ngày 11 tháng 1 năm 2024 thì trên kênh Linh Tý Bích Trâm Official sẽ ra mắt một cái MV lần đầu tiên ba cặp đôi vì yêu thương mà đến, anh Linh Tý, chị Bích Trâm, vợ chồng mà chị Hồng Loan, vợ chồng anh sang Sòn đó cả nhà, sẽ ra mắt một cái MV, phải nói là MV ca nhạc kịch, phải nói là cười lộn ruột, cười nghiêng cười ngã luôn trong cái dịp Tết này. Bà con cô bác mình có cái để giải trí, có cái để xem rồi ha. Và bây giờ thì xin mời cô chú anh chị mình theo dõi cái video anh Linh Tý, chị Bích Trâm phát quà từ thiện, phát cơm từ thiện ha, tại bệnh viện Từ Dũ, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ở đây là quận 3 nha cả nhà. Một bên là quận 3, ở đây là một bên là quận 3, một bên là quận Nhất ha. Rồi bây giờ xin mời cô chú anh chị và các bạn mình theo dõi nha. Ở đây cô chú anh chị ơi, anh Phúc Khang đang hỗ trợ anh trai đến để phát những phần quà. Bên đây có ráp nữa nè cả nhà, anh Bi nữa nè, hôm trước đó. Tới rồi cô chú anh chị ơi, hôm nay là cái bún hả, cơm hả gì anh trai? Bánh nước hả? Hôm nay bánh nước anh, cô chú anh chị. Trời ơi, nhỏ con mà nó ôm dữ à, hai thùng luôn, chắc hai thùng không quá hả? Anh Linh Tý và chị Bích Trâm chuẩn bị đến rồi cô chú anh chị ơi. Đây là những thùng bánh nước. Hôm nay đi xe máy nha cả nhà, vì cái tuyến đường này khó đậu xe nên đi xe máy cho nó thuận tiện. Đây anh Tý tội nghiệp và Trâm keo kiệt đây, tới rồi cô chú anh chị. Nó chạy xe đây nè, đây chạy xe đây, đây anh Tý ơi. Chào chị ạ. Chào chị. Để đây khác cho bà con. Em đợi từ chị từ lúc 5 giờ sáng tới giờ. Hỏi rồi chị khổ vậy hả? Mình đây mình để nhăn cầm cho chị nha, like dùm cho chị. Không biết nữa. Sao bạch trước mặt cái em rồi. Rồi bà con cô bác ơi, hôm nay có một bao nhiêu phần chị? 100 phần bánh ướt bà con cô bác mình ơi. Dạ. Em có bánh ướt mời bà con. Chị nói bà con hai bánh ướt nè, em nè. Rồi lại lấy rồi. Bánh ướt. Anh cứ việc quay thôi. Thì buổi trưa hôm nay cả nhà thì chị Bích Trâm cùng Linh Tý cả nhà luôn mọi người đến cho hết họ chúng ta chú mấy phần 3 phần 2 phần
Rồi cô chú chị ơi, hôm nay là 100 phần bánh nước ha, tại bệnh viện Từ Dũ, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận Nhất hay cả nhà. Ở đây là nơi đây là để khám thai ha. Mình khám thai ra xong mình có bánh nước mình ăn luôn. Ngon lành cành đào. Ngon lành luôn. Đó, anh Tí nè. Ờ, phát ngoài nắng luôn á, tội nghiệp quá. Anh Tí mới vừa có một bài viết rất là hay. Xe, không, xe nó né mình anh. Tài đã chấn thì xe né được. Dạ được. Hả? Thấy rồi, thấy rồi, rồi đây là mấy chú xe ôm, mấy chị đi bệnh viện đi khám bệnh ha, mấy cô bán vé số. Một trăm phần bánh nước nha cả nhà, tại bệnh viện Từ Dũ. Đây là lá lành đùm lá rách, đây là những phần gọi là giúp bà con có một buổi trưa đỡ phải tốn tiền mua buổi trưa ha cả nhà. Trời ơi anh Quyết. Giúp nhiều cho những mảnh đời còn khó khăn. Rồi cảm ơn. Rồi chờ chúc anh em ơi. Chúc mừng. Rồi. Anh Linh Tý thiệt là thoải mái. Chị bán nước, chị đem phát cho từng người luôn. Ờ, chị bán sỉ luôn à. Không bán lẻ nữa, nó chị phát cho mọi người rồi cả nhà. Ở đây thường mấy bà bầu đi khám là người ta ăn sáng rồi. Em cho giờ nãy chảy á. Giờ này giờ trưa luôn. Phải mình lỡ lúc 5 giờ sáng là được. Mấy bà bầu chưa ăn sáng. Trước khi đi khám là bầu sẽ ăn sáng để khám bệnh. Phía bên kia là anh đem bánh nước không? Bánh nước nha. Anh đem 1 chậm 2 hộp. Dạ anh. Dạ. Rồi anh chở nước, anh có nước uống luôn. Bên kia cũng đông nhưng mà biết sao bên kia chặt lắm. Bên kia là chỗ cấp cứu á. À mấy chị đây ngại cả nhà. Thì khi thấy ngại nên không dám lại. Rồi sau khi chị Bích Trâm kêu đừng ngại thì chị sau khi chị Bích Trâm kêu đừng ngại thì chị không ngại. Chị xin thêm một hộp nữa. Sau khi nói là chị đừng ngại. Dạ. Tại hồi nãy chị ngại nhưng mà chị Bích Trâm kêu đừng ngại. Đừng ngại thì chị không ngại luôn. Chị không ngại, chị xin thêm hộp nữa. Ủa chị Trâm, quý ba chị có đi dự khai trương không chị? Đó có. Dạ bà chú ăn bánh nước mình. Tất cả mọi người đang ăn bánh nước rất là vui vẻ mọi người ơi. Thấy mấy chú chạy xe ăn bánh nước vui quá. Mấy hộp nữa chị bánh nước luôn. Cái bánh này là trước khi mà nó ướt là nó khô à. Những người ta muốn tới lấy mà ta đứng ta dầm dầm, ta dạ. Bị ngại. Ta ngại à. Ta rất là ngại. Với lại mấy anh em mình quay về quá mọi người ta ngại. Bánh nước đi bà con ơi. Bây giờ anh Tăng kêu lấy hộp bánh nước. Rồi, anh hộp em hộp. Còn nhiêu hộp nữa chị? Cho mấy phần rồi. 5 phần rồi. Anh ăn bánh nước không? Đây đây lấy phần. Đây đưa cho anh phần đi. Đây đưa cho anh phần. Đây. Rồi cho chú 2 phần 500 ơi. Rồi bây giờ còn chịu phần bánh nước gì nữa. Dạ. 100 ơi, chú ngủ hẳn tức.
Cái xã hội này thì cũng thấy cũng hay lắm anh, giống như có những anh chị á, buổi sáng đang rồi á, người ta không muốn lấy nữa, người ta để dành phần đó cho người khác, người ta cũng rất là tử tế đó. Chú Bi ơi, ăn bánh nước không chú Bi ơi? Bánh nước chú. Bánh nước thì chú Bi ơi. Trời ơi, chú đi rồi. Chú ông chăm chị á, chú đi hái mặt rồi. Chú đi lấy mặt rồi. Người đi lấy mặt rồi. Bữa nay bây giờ thì luôn. Bây giờ có này bán ế. Thôi bây giờ mình đứng đọc vườn bán ế. Đông người mà bán ế. Chị Trâm đợi, trong khi đợi mọi người thì bây giờ mình chia sẻ cái MV mình ngày mấy lại chị Trâm. Ngày tối 28 giờ ngày 11 tháng 11. Ủa, tháng 1 chứ. Hả? Ngày 11 tháng 1. Lộn, ngày 11 tháng 1. Tháng 11 tới cuối năm nữa. Ngày 11 tháng 1, 8 giờ tối là lên kênh Linh Tí Bích Trâm Official. Dạ. Mong là mọi người thương yêu ủng hộ MV ha. Dạ. Và có 3 cặp vợ chồng. Anh ơi, ăn bánh nước không anh? Bánh nước nè. Trâm, vợ chồng Trâm, vợ chồng bé Loan với lại vợ chồng anh Sang Soạn. Dạ. 3 cặp vợ chồng. Có má nghệ sĩ Kiều Mai Lý giúp Trâm một vài cảnh quay trong đó. Yeah. Mong là mọi người thương ủng hộ kênh, đăng ký kênh, chia sẻ, like, ủng hộ Linh Tí Bích Trâm Official ha. Dạ. Chị nhớ ngày 11 tháng 1 và tháng vì sao mà ra ngày 11 tháng 1? Là tại vì ngày đó là kỷ niệm ngày cưới của tụi Trâm, kỷ niệm 12 năm ngày cưới, nên là ra đúng ngày đó. Giờ Thảo là sinh nhật khác. Bữa sinh nhật là sẵn làm chung luôn. Tại vì luôn luôn. Ông kia đi ép trời, ông kia đi ép người ta. Nghĩa là ngày 11 tháng 1 là ngày 12 năm ngày cưới. 12 năm ngày cưới, còn là bữa ngày sinh nhật là kết hợp làm chung luôn á. Dạ. Ok. Tí bữa cái tha. Chú ráp ăn bánh nước không chú ơi? Kề kề có chú ráp rồi. Có chú ráp không? Chú không dùng. Con nữa đi cho bạn chú ha. Dạ. Tí ông trả cái thằng ở cho bánh trăm đi. Trả rồi, khăn đó mua 12.000 đô. Dạ. 12.000 đô. Đó rồi. Rồi chú lấy luôn cái thùng. Rồi bán sỉ luôn cả nhà ơi. Đúng rồi, uống nước không hay là anh em đi về? Về hả? Thôi về nha. Em nghe nói là cái MV đó là cười nghiêng cười ngã luôn ha anh Tý. Chưa biết cười hay không mà thấy tự quay tự cười với nhau hả? Em nghĩ là bà con cô bác đang rất là trông chờ cái những cái gọi là MV ca nhạc kịch á. Nói chung cũng không phải là cái MV đó là gọi là chuyên về hài mà MV nói đến đó, nói lên cái tình nghĩa gia đình. Dạ. Gia đình, vợ chồng, con cái thế nào nào đó. Anh giờ mọi người chờ xem. Dạ. Có trong bài hát hết. Dạ. Em thấy anh đi nhậu quán Bà Bồn có mò gì anh? Quay bả đi hút thuốc cái tại. Quay bả đi. Đó. Vậy mày không? Chị lại chờ không máy. Trời đất ơi trời. Anh thấy hả? Thôi kệ ông đi. Chị nói lại. Vậy là hộp dấu hôm qua có coi tập 49 của anh Tý không? Ông Tý cột cái nơ lại rớt cái não rồi đó. Ở đây cũng được. Cho nên đó, anh Khang giờ phải kiếm cái khăn cột cái não lại. Nãy giờ nó mới chờ mà không bấm máy là rớt não rồi đó. Này uống chút đi chị ơi. Không, cột cái não nó cũng rớt à. Nguyên chai keo 502 vậy. Dán lại. Chỉ là anh cho. Đó. Rồi, đúng không? Có con bác chuyên nghiệp có khác áo. Khác nữa dùng cho mấy bánh thùng nha. Ok. Dạ. Anh em không uống cho bóng kim nha. Khác tự đi uống nha. Chứ tổ bà đang ngồi mà được nhậu cái gì. Giống nhậu á. Ngồi đi cho nó đủ giờ đi. Không, cái đặc sản của Sài Gòn á là cà phê bệt. Cà phê bệt. Dạ. Mát mẻ nhất. Còn mà đường này là dễ bị hốt nè. Mọi người lại đường quá là dễ bị hốt nha anh em. Kiếm luôn. Lấy ra giùm chị vô. Lớp chiếm quá. Để bao mấy đây nè. Đây nè. Ủa bữa nay không thấy cái chị đi theo anh. Nè tôi
nhỏ kia đi làm không được nghỉ được. Dạ. Nó làm giùm cho mình đó, nó về. Bên chị còn thiếu người không chị? Chi mày vô hay gì? Tiền đâu trả mày cho nổi. Trời ơi, bao ăn cơm được rồi, ăn bánh nước cũng được. Làm gì mà có ăn á. Hôm nay đi thứ bảy không? Trời ơi. Hôm nay đi thứ bảy là do ngày mai á là tập rồi. Mấy nay chăm tập kịch Tết á. Dạ. Đi đây xong rồi chạy lại chỗ Trần Quốc Thảo tập nữa. Đó là tập liên tục từ sáng đến tối luôn. Ngày mai cũng vậy. Ngày mai chụp hình rồi tập. Nên là không có được. Hôm nay mày chịu không có vậy. À. Ngày mai là tập từ 8 giờ sáng luôn. Em thấy anh chị hình như là mời cái chị gì trên TikToker phải không? Cái chị mà mặc TikToker đó. Chị này có bé Liên. À bé Mai Liên á. Cái chị đó chị cười thôi một cái thôi rồi luôn. Nó có TikTok đó. Hả? Chị cực kỳ thích con bé đó. Nên là có cái giai đó phù hợp. Chị phải tìm mỗi cách chị đi tìm cho được. Mà quên một cái là nó là vợ của Hải Boss. Mà Hải Boss thì nó quay cho chị rồi tiếp chị. Dạ. Nên là tìm được Hải Boss mới tìm ra nó. Dạ. Mà nó dễ thương, bé dễ thương cực kỳ. Mà tập nhiệt tình tốt. Hy vọng rằng Tết này mọi người đến sân khấu mua vé ủng hộ tí với Trâm nha. Okay. Chứ bây giờ tiền đầu tư 2 tuần là 9 tỷ 7 á. Dạ. Wow. 9 tỷ 7 đó. Chơi lên, chơi lên. Chơi rồi lên chứ, chơi nhỏ rồi lên. Mình chơi mà không có mọc nha. Ở trong rồi ai kêu sao kê nín. Ở trong 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 cái kịch đó có cái vai nào mà vô ơn cho em xin nha. Chạy. Dạ vô ơn ông Tý đóng rồi. Em thấy anh Tý đóng hả? Lê Thị vô ơn. Trời ơi, em định xin mà anh Tý làm rồi hả? Làm rồi. Chia sẻ thời gian nha, thời gian này anh sẽ dạ thì tập phải dừng chân trước ông táo á thì là thường là tất cả các sự có phải duyệt hết. Bây giờ là các sự có đang tập nè thì thường mỗi năm là trước ông táo là mình phải duyệt á. Duyệt là của sở văn hóa xuống coi đó là cấp giấy phép một cái tung ra một cái tung ra này nên là hiện giờ cái giá vé thì chưa có chúng tôi gửi gần đó đó. Thì còn các sự có khác là bán cái vé tầm nào nếu mà người ta nói là tính tính đủ là 9 tỷ 7 50. Ai cũng sao kê ra 9 tỷ 7 cũng sao kê à? Nha, vẫn kêu cho sao kê. Cái clip thầy bói chừng nào thấy tung ra thấy. Clip thầy bói là sống để cũng chết xì ra. Thì mà tôi chết tôi mới xì cái clip ra. Trời đó ơi, ở đâu mà bán quạt hay cái gì mà ông ta cũng xì quạt. Quá chừng quá chị. Không biết bữa nay đi khác cái nắng đó cho nên là chuẩn bị. Tuyệt quá ha. Hồi nãy đợi bên kia á chị. Đợi bên mấy phút rồi. Ủa bên này giờ để em chạy cũng nắng quay luôn trời. Được rồi. Mấy phút rồi. Đủ rồi giờ. Đủ chưa? Cũng hay mặt cát em cũng như là to. Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều. Rất là ý nghĩa. Chưa. Rồi bà con. Cũng ít lòng nhiều mọi người ơi. Có như là dạ. Đồng nhiều, đồng nhiều. Rồi chúc anh Linh Tý chị Bích Trâm sức khỏe nha.
Okay. Và cái MV sẽ đạt thôi mình kiếm 10 triệu view được rồi. 10 triệu đúng không anh? Hay là 9 triệu 7? 9 triệu 7 cái gì? Nếu mà muốn chơi lên thì 1 triệu mấy? 1 triệu lẻ 2, 500. Có lẻ nữa hả? Lẻ chứ phải lẻ, tao mới tin. Chứ chẳng quá, tao không tin. Ngày 11 tháng 1 hay cả nhà năm 2024 trên kênh Linh Tý Bích Trâm Official, cô chú anh chị mình sẽ thấy một cái MV ca nhạc kịch lần đầu tiên kết hợp ba cặp đôi, anh Tý chị Trâm, anh Hải chị Loan và anh Sang vợ anh Sang. Vợ anh Sang tên gì em quên mất tiêu rồi. Vợ anh Sang tên gì anh Tý? Tên Hồng hả? Vợ anh Sang. Vợ anh Sang là anh kêu là bé ơ. Bé ơ. Bé ơ. Tên đẹp à? Bé ơ. Bé ơ. Bé nói gì cũng ơ. Bé ơ. Hình như em mới thấy là chị mới đi thi bằng lái thì phải. Thi đậu rồi. Thi đậu rồi hả? Vậy là chị mới được. Bây giờ thì năm đầu thì em mà được. Bây giờ chúng ta rồi thôi để cho hai anh chị về đi anh em ơi. Dạ anh Tý. Đó cái quạt nè. Lấy được. Em thấy. Khoái quạt tay lắm. Em thắc mắc là cái mắt kính của anh ở ngoài nó có cái gì á, thấy đường không anh? Thấy đường, bình thường. Anh muốn mua mắt kính này qua ông Sang. Anh Sang hả? Thấy nó có cái văn, cái văn gì mà vẫn thấy bình thường hả? Đúng rồi, thấy bình thường. Thì chúc hai vợ chồng nhiều khỏe, hai cha nhiều cái. Rồi đón xem ngày 11 tháng 1 nha. Rồi chào anh Linh Tý, chị Bích Trâm. Rồi em cũng xin chào quý cô chú anh chị mình luôn ha. Hẹn cả nhà mình ở video tiếp theo của em ạ. Xin chào, bye bye cả nhà.